bạn đã đến với chương trình. À, đúng rồi. Nói chung cho nó hợp tác chứ. Không, hôm nay tôi đang rất là không vui. Tại vì khi mà tôi tham gia với Phi, tôi cảm thấy là mình đứng cùng với một đội trưởng mà ở những cái vòng 1 đều không điểm hòa như vậy. Rất là buồn. Tại sao bạn không nghĩ là đội của tôi chấp điểm các bạn từ vòng 1? Chấp à? Chấp điểm có từ ai vòng 1. Chơi mà chấp trước đội người ta nhiều điểm và đội mình không điểm không? Đó mới gọi là chấp. Nếu mà chấp mà kiểu lệch 1-2 điểm là chuyện quá thường. Tụi tôi chấp hẳn. Tôi quyết định chọn không điểm chứ không phải đội tôi thiếu chữ đâu. Thôi đi, đừng có cãi nhau nữa. Ai nữa vậy? Tôi. Dạ, chị dạ. Sao mà cãi nhau hoài vậy? Mình là chung một chương trình, cả hai cũng đều là đội trưởng. Tại sao cứ cãi nhau hoài vậy hả? Ở đây đó, chúng ta cãi lộn với nhau để làm gì? Để cho chương trình tốt hơn. Cho có cái sự hòa hợp, hòa thuận với nhau. Nhưng mà tôi muốn là tất cả mọi người phải yêu thương nhau, đừng cãi nhau nữa. Cho nên ngày hôm nay tôi đã có một phép thuật để có thể hóa giải được tình bạn của hai người. Phép thuật sẽ tự hào vì đã luôn bên nhau. We do everything, đưa tay đây nào, mãi bên nhau bạn nhá. Bên ngoài thế giới trời cao đất dày, ở trong tim có anh em chất đầy. Đưa tay đây nào, tay đây nào, mãi bên nhau bạn nhá. Cùng khoác lên mình cho áo bóng bay sau những ngày tháng chảy ra trong vậy cùng nhau. Cái người mà thể hiện ca khúc vừa rồi đó chính là Jin Tuấn Kiệt. Và cùng thể hiện ca khúc đó với Jin Tuấn Kiệt đó chính là Oh Yeah. Đến với chương trình. À đúng rồi, xin giới thiệu với hai bạn, kế bên hai bạn là hai đội trưởng. Cho nên bây giờ mình hãy chọn đội trưởng cho mình đi nào, các khách mời ơi. Hôm nay có lẽ là đây chưa tin như vậy màu màu đấy, cũng màu 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 nhau, nhau đó. Đây Phi với lại sẽ ở chung một nhóm. Thông ủa là xong luôn kiểu vậy cùng, đó hả? Okay, hát là xong đội rồi đó. Rồi mình hãy chọn tên đội đi nào. Mình màu mèo, mình đặt đội màu mè luôn. Cũng được, màu mè. Đội màu mè. Đội tôi tên là đội Sam Sam. Sam Sam. Rồi, xin mời hai đội và khán giả hãy đến với vòng 1 được mang tên là Nỗi Nhớ Gia Diết. Chào mừng khán giả đang đến với vòng 1 của chương trình. À đúng rồi, xin đi trước ạ. Xin đi trước luôn. Wow, thật tuyệt vời. Mời Will bên đây. Cảm ơn cô giáo. 30 giây bắt đầu. Trời ơi, chết. Ác, họ khác cái gì? Trời ơi. Hết giờ. Xin mời Kim Tuấn Kiệt. Hết giờ rồi. Không coi MC ra gì. Anh ấy rồi. Trời bên chưa phạm luật mà vui quá trời luôn kìa. Trời rối quá. Dạo này khỏe không cưng? Dạ em khỏe. Hát được không? Được. Hát được sao đi chơi game show không vậy? Chị kỳ. Không hỏi nữa hả? À hỏi thăm thôi. Thôi để con bé tập trung đi. À tập trung hả? Rồi mời về chỗ. Về chỗ đi Quy, đừng có đứng đây nhìn nữa. Rồi thôi đi nhìn. Chán xếp nha. 30 giây bắt đầu. Cái gì vậy? Không phải. Anh dạng lên. Trời ơi, kêu bé đi về chỗ đi. Về chỗ đi em ơi. Ba vàng, hai vàng. Về chỗ đi. Ba hàng, hai bàn. Ba vàng, hai ngàn. Bây giờ chúng ta sẽ đến với câu chuyện của đội em. Sáng nay Jin Tuấn Kiệt dậy sớm tưới cây.
Ủa đúng không vậy? À hợp lý hợp lý. Jin thấy rằng à vườn trái cây của mình đã tới lúc được thu hoạch rồi. Thì mình thu hoạch trái cây. À đúng rồi. Trong vườn của em thì có hai cái cây. Cái cây đầu tiên thì nó đã cho ra được ba trái màu vàng. Hai trái màu đỏ và một trái màu tím. Nãy có dẹo dẹo đi 2-3, 2-3, 2 rồi đó. Không có, không có, thề luôn. Em không nghe gì hết. Anh dẹp lên. 3 vàng, 2 vàng. Về chỗ đi. 3 hàng, 2 vàng. Không có, không có, thề luôn. Trời ơi. Cái cây tiếp theo thì nó có 2 trái màu vàng, 2 trái tím và 2 trái đỏ. À đúng rồi. Nhưng mà Dinh Tuấn Kiệt thấy ở bên vườn của ông hàng xóm có một cây táo đã nở hoa. À đúng rồi. Wow. Rồi cái táo nở ra hoa. À đúng rồi. Ờ à, đúng rồi đúng rồi. Nhưng mà không may là Dinh Tuấn Kiệt nhìn lộn. Thì ra là cây táo nó không có ra hoa. Thì ra là cây táo nó không có ra hoa. Sai rồi. Vậy là Dinh Tuấn Kiệt đã sai rồi. Thật ra cây táo có ra hoa. Có ra hoa. Ở vòng này thì mình đã đúng 6 tấm thẻ. Mình có 6 điểm. Cảm ơn các bạn. Phi hãy lên đi. Phi đừng đi ra ngoài nữa. Thật ra tôi muốn lắm á. Và lúc nào đồng đội tôi cũng muốn tôi đi ra ngoài á đâu. Em lại đi ra ngoài nữa chị ạ. À. Mời Phi. Mời em. 30 giây bắt đầu. Rapper mà chữ nghĩa là phải nhớ nha chưa. Nghe nói ô xét chơi vần chơi chữ tốt lắm. Để tôi coi. Ủa hai cái này cũng hết nhau mà. Hết giờ. Mời Hoàng Phi 30 giây bắt đầu. Sao đây bây giờ nha. Là cái số 1 là bò. Con bò có chữ như. Giờ còn chưa. Cái thứ 2 bò có chữ như. Cái thứ 2 là bò có chữ hơn. Chưa đủ. Cái thứ 3 là con bò có bò có ít mây, bò nhiều mây. Và 5 cái còn lại là không vẫn chắc chưa cũng chưa ở giữa. Không vẫn chắc chưa cũng. 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 Không vẫn chắc như cũng. Không vẫn chắc chưa cũng. Không vẫn chắc như cũng. Không vẫn chắc như cũng. Không vẫn chắc như cũ. Không không vẫn chắc. Ờ bò mấy nhiều bò mấy ít. Bò mấy nhiều bò mấy ít. Bò bò mấy ít bò mấy nhiều chứ. Bò là mấy ít nhiều. Chúng ta sẽ đến với câu chuyện của đội Sam Sam. Tôi đến quán sữa. Đây là một quán sữa bò được quảng cáo là sữa nhà làm ngon như nhà làm. À đúng rồi. Bên đây nói là sữa bên đó làm gì ngon. Sữa tụi tôi mới ngon. Sữa nhà làm ngon hơn nhà làm nữa. À đúng rồi. Bên quán này kêu làm gì hả? Bò của tôi hả? Bò của tôi lấy sữa là những con bò cao cấp, được nuôi những vùng cỏ cao, vùng núi cao, trời quang mây tạnh thoáng đãng. Đây. Đây. À. Ôi trời. Không ai muốn tôi lên hình nữa đâu. Will, Will, tôi không tin Will. Không ạ. Chỉ có một cái Will, tôi chỉ có một hình duy nhất rồi Will. Mệt quá rồi, quá mệt rồi. Hay mình thử nhượng thử đi anh. Ác ghê luôn á thiệt á. Kìa Jin có ý kiến kìa. Thử đi cho vui. Ok, rồi 30 giây đổi đời bắt đầu. Thì dùng hết lý lẽ để có thể đổi được cái này. Không biết mấy cái chữ có đúng không nữa nè. Không cần 30 giây luôn. Hết giờ. Mời tiếp tục câu chuyện. Bò là phải nuôi ở chỗ nào, ở trời quen hay tặng đồng cỏ cao ráo, mây mưa gió đều rồi đó, thì sữa bò mới ngon được. Thì bên kia đúng rồi. Bên kia thua. Bên kia nói ok, tôi thua. Bò nhà tôi nuôi không có nhiều mây bằng bò nhà bà, cho nên chất lượng sữa không tốt bằng. Ok, tôi thua. À đúng rồi. Cảm ơn. Khoan, nhưng mà em với nó là thử thôi mà. Em mới đầu có điểm rồi Jin. Đừng ép nhanh như vậy. Chửi nữa. Bà nó nói thôi, sữa ai ngon hơn thì cũng vậy thôi. Uống thử đi, nếu mà không ngon á thì sẽ không lấy tiền. À đúng rồi.
bà kia kêu trời ơi cái bán không ngon lấy tiền. Ê sao không ngon nhưng mà tôi vẫn lấy tiền nha. À đúng rồi, cái bình khách mới nói là trời ơi chị nè, buôn bán mà tiền bạc rõ ràng như vậy nè, bên đây có tính tiền là sữa chắc chắn ngon mới dám tin tưởng như vậy. À đúng rồi. Thật ra á, sữa là do cảm nhận của mỗi người thôi. Thật ra chất lượng sữa giống như nhau, bò được nuôi ăn cỏ giống như nhau. Do cái người làm, cái ly nó có đẹp hay là bày trí như thế nào đó thì nó quyết định là cái sự ngon của sữa, chứ có tiền là chưa chắc ngon nha mọi người. À đúng rồi. Chữ cuối nè mọi người. Xin cảm ơn câu chuyện của Hoàng Phi. Mời bạn về chỗ. Sau câu chuyện của Hoàng Phi về những con bò sữa thì các bạn đã mang về cho mình 6 điểm. Kết thúc vòng 1 thì hiện tại số điểm của hai đội đang ngang bằng nhau, đó là 6 điểm. Bây giờ chúng ta sẽ đến với vòng 2 sau vài phút giải lao. Quý vị đừng đi đâu nhé, chúng ta sẽ quay trở lại ngay. Chào mừng các bạn đang quay trở lại với vòng 2 của chương trình A Đúng Rồi. Vòng 2 này có tên là Đố Biết Bài Gì. Cho hỏi có đội nào chọn biểu tượng may mắn không ạ? Có ạ. Cược bao nhiêu điểm? Cược 6 điểm đi. Chơi luôn. 6 điểm luôn. Chơi lớn. Bên này người ta đã cược 6 điểm rồi. Chơi luôn. Chúng tôi cũng chỉ có 6 điểm thôi, chúng tôi cũng muốn cược 6 điểm. Hai bạn vẫn tù xì đi ạ. 1, 2, 3. Thua rồi. Thua là mình thua. Đi trước hả? Dạ, đội thua là mình nhường người ta. Và món đồ vật gợi ý cho bài hát đầu tiên đó chính là một bộ đồ, ở trên là một cái áo, ở dưới là một cái quần có hình trái tim. Không cần nói, lần đầu tiên trong chương trình này tôi xin được lựa chọn gợi ý từ MC xinh đẹp. Cảm ơn bạn. Gợi ý từ MC xinh đẹp bắt đầu. Bạn là bạn nha. Chồng là chồng nha. Bạn không thể làm chồng được, mà chồng cũng không thể làm bạn được. Dạ là cái dạng rất là rõ ràng. Trên dưới rõ ràng. Nói bạn nghe mà trên mà bạn rồi dưới chồng. Dưới chồng mà chồng thì phải là tình yêu. Đúng rồi. Bài hát là trên bạn và dưới là tình yêu à. Xin mời kết quả. À đúng rồi. Đôi ta ở trên tình bạn. Yeah. Ở dưới tình yêu. Chúng mới biết bao nhiêu khi có người yêu chiều. Đôi ta ở trên tình bạn, ở dưới tình yêu. Chỉ mới biết bao nhiêu khi có người yêu chiều. Không phải người yêu mà vui hơn rất nhiều. Không phải người yêu mà vui hơn rất nhiều. Không phải người yêu mà vui hơn rất nhiều. Rất nhiều, rất nhiều, rất nhiều. Hay quá mọi người ơi. Xin cảm ơn. Đó các bạn đang có 6 điểm. Mình được cộng thêm 8 điểm nữa là 14 điểm. Và đây là món đồ vật gợi ý cho bài hát tiếp theo là một đôi bông tai. Đôi bông tai. Đây là đôi bông tai. Đôi bông tai. Rồi các bạn đặt bao nhiêu điểm? Chúng tôi đặt hết luôn à? Hết. Xin mời gợi ý đến từ trợ lý. Chỉ có đặc biệt một câu nói này và muốn dành tặng cho tất cả những người phụ nữ trên thế giới này là phụ nữ hãy sống như một đóa hoa, không vì ai mà nở rộ, cũng đừng vì ai mà lụi tàn. Hãy là một đóa hoa thật khác biệt, tỏa ra hương thơm của riêng mình để không bị lẫn lộn giữa một rừng hoa đẹp khác. Bông hoa đẹp nhất. Đúng, phải có cái chữ đó. Bông hoa đẹp nhất. Bông hoa đẹp nhất, đúng không ạ? Sau này gặp nhau anh muốn biết mùa hoa đẹp nhất anh có nhớ gì. Ngày đó yêu nhau lúc xuân thì mà điều gì làm em quay lưng đi. Nếu gặp lại nhau em anh hôm nay hay em sẽ né tránh anh. Chỉ dám muốn đôi câu chào. Ê, dạo này anh sao vậy? Cũng đã rất tuyệt vời khi đưa ra đáp án chính xác. Cho nên là mình 6 điểm cộng thêm 8 điểm là 14 điểm. Và bây giờ chúng ta sẽ đến với phần rất là được mong chờ của chương trình. À đúng rồi, đó là phần tiểu phẩm. Bây giờ chúng ta sẽ đến phần tiểu phẩm của đội Màu Me. À, xin hỏi anh trai mua gì ạ? À, anh đang chiêm ngưỡng đúng không ạ? Sao vậy ạ?
cái này gọi là cái gì anh? Đây là một đôi bông tai với hả độ tinh xảo chạm khắc cực kỳ công phu. Cho tôi hỏi một chút xíu nha. Dạ sao ạ? Khách hàng muốn cái gì ạ? Cái người crush của tôi á, kiểu hơi mạnh mẽ và tóc ngắn thì không biết là đeo cái đôi bông này có hợp không ạ? Đây chính là bông hoa đẹp nhất, tên của cái bông tai này. Tên nó là bông hoa đẹp nhất. Chính xác luôn. Thì được á, được á. Tôi sẽ lấy cái món này. Nếu như cô ấy mua bông tai rồi mà cô ấy không có quần áo mặc thì rất là kỳ. Cửa hàng của chúng em chỉ có một đồ duy nhất hợp với bông tai thôi ạ. Bộ đồ này với cái nội dung và concept của bộ đồ được đặt tên là Trên tình bạn và dưới tình yêu. Tại sao mà anh đặt tên của nó như vậy? Ý nghĩa nó là gì? Chúng ta có những cậu bạn trai giống như anh như vậy, không thể nào thổ lộ với người yêu của mình. Đúng. Thì mình sẽ có bộ đồ đưa vô, cô gái mặc vào, cô ấy tự hiểu trên tình bạn và dưới tình yêu. Cái giá mà anh để cho tôi hai cái món này là như thế nào? Bộ này thì em lấy khoảng 50 triệu. Còn đôi bông tai thì nó 1.2 tỷ. Anh không nhớ à? Tôi đã từng đi vô đây, tôi hỏi hai món đồ khác cũng rất tào lao như hai món này. Tào lao à? Đúng. Và anh chỉ nói một cái giá nó chỉ có vài ngàn đồng. Tại sao bây giờ anh dám vô tôn cái giá nó lên như vậy? Bây giờ sao? Bây giờ anh muốn sao? Anh muốn bắt tôi đúng không? Tôi muốn bắt anh. Anh muốn bắt tôi à? Đúng. Anh đừng cứ mơ tưởng một chuyện bắt tôi. Tôi chạy. Ê Phi, dĩ bạn. Bây giờ mà ví dụ mà thích nhỏ lớp trưởng thì phải sao ta? Bạn nhìn trong lớp đi. Tụi mình là ngồi ở khúc giữa lớp nè. Nguyên khúc trên là tình bạn. À. Còn khúc dưới là tình yêu. À, tức là ở trên là chỉ có trời học thôi, chỉ học. Trời ơi, học không làm sao mà yêu gì. Không? Ở dưới kia người ta mới vui vẻ, bạn không hiểu gì hết trơn á. Nghe hợp lý ha. Học đi, học đi. Trên tình bạn dưới tình yêu đó nhỉ. Nhưng mà ví dụ bây giờ nếu mà muốn cưa nhỏ lớp trưởng thì mua gì tặng bây giờ ta? Thì mua quà tặng thôi bạn. Mà quà tặng mua gì ta? Bạn mua gì? Đây, tôi định tặng một bộ đồ thiết kế mới nhất trong bộ sưu tập xuân hè của nhà thiết kế. Luôn vui tươi. Luôn vui tươi. Nhưng mà tôi thấy bạn hay. Cái này mới đặc biệt chứ đúng không? Đây, bạn vô đây, bạn vô đây. Tôi nói bạn nghe. Bây giờ nha, bạn mà mua quà mà mua đồ đẹp, mặc như nó trở thành một cái bông hoa đẹp nhất, rồi ai cũng dòm ngó bạn mất công phải canh đâu. Bao lâu nay tôi biết bạn thông minh vậy luôn á. Trời ơi. Nhưng mà ngoài cái đó ra bạn còn tặng gì nữa không? Có chứ. Tặng gì nữa? Đây, thật ra là một đôi bông tai có hình hai cái bông còn. Lọt học hành đi bạn ơi, ba cái này tặng ta nhắm bông gòn cho bạn thiệt á. Lớp trưởng bạn tặng bông tai đeo vô trường giám thị bắt hay gì. Ồn ào quá các em, tranh thủ nộp bài đi. Dạ xong, nhóm em xin nộp bài. Ok rồi ạ. Kết rồi ạ. Và bây giờ với hai tiểu phẩm tuyệt vời như vậy thì mình phải cho điểm thôi. Tôi quyết định mỗi đội 5 điểm. Vòng 2 này thì hiện tại số điểm của hai đội lại ngang bằng nhau là 19 điểm. Và để biết được kết quả chung cuộc ngày hôm nay đội nào sẽ là đội chiến thắng thì quý vị đừng rời màn hình nha, chúng tôi sẽ quay trở lại ngay. Chào mừng khán giả đang quay trở lại với vòng 3 của chương trình. À đúng rồi, vòng 3 này có tên gọi là lật cái bảng. Và hiện tại thì số điểm của hai đội đang ngang bằng nhau, cho nên mỗi đội một mũi tên với hai màu sắc khác nhau. Và mũi tên đó sẽ quyết định số phận của đội bạn. Và đằng sau 5 cái ô này sẽ là 5 màu sắc. Đó là màu đỏ là nhân đôi, màu đen là chia đôi, màu trắng là mất trắng, màu tím là hoán đổi và màu vàng là không đổi. Lưu ý màu tím là sự tính cuối cùng. Xin mời các bạn. Ủa? Chính giữa. Tuyệt vời. Đội bên kia đúng không anh? Đội bên kia. Và bây giờ là kết quả. Xin mời các bạn. Xin mời kết quả. Đại nhất thôi. Còn nói gì nữa? Đây là mũi tên của đội Sam Sám. 19 điểm. Nhưng tôi là 39. Yes. 1-2 điểm không có quan trọng gì thắng không, mà mình chị... phải rõ ràng đàng hoàng. Ok, 38. 38 điểm. 38 điểm. Còn bên này với bàn tay may mắn của Quý Hùng, các bạn đã vào ô không đổi. Chung Mỹ thôi. Đúng vậy. Và không đổi nghĩa là 19 điểm. Mình vẫn không đổi một điểm nào hết. Mình vẫn là 19 điểm. Và xin chúc mừng các bạn trở thành đội thua cuộc ngày hôm nay. Vui quá vậy ta. Quá vui à. Vâng, và đội ít điểm hơn sẽ nhận được 5 triệu tiền thưởng từ chương trình. Đội nhiều điểm hơn sẽ nhận được 3
bao nhiêu nhỉ? 15 triệu. Trúng rồi, trúng rồi. Ăn vàng nữa hả? Ăn không mới khó à. Ngày hôm nay xin được cảm ơn Osat và đã đến với chương trình. À đúng rồi, cảm ơn hai đội trưởng rất là vui, dễ thương và duyên dáng. Cảm ơn khán giả đã luôn yêu thương ủng hộ chương trình. À đúng rồi, hãy nhớ khung giờ phát sóng của chúng tôi là 19 giờ tối thứ sáu hàng tuần trên kênh HTV7. Chương trình do Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp với Công ty Đông Tây Production thực hiện. Xin chào và hẹn gặp lại tuần sau.